Nga giành thêm lãnh thổ, tiến sát huyên mạch hậu cần Ukraine. Nga phóng tên lửa gắn đạn chùm, phá hủy hệ thống Patriot ở Ukraine. Ukraine mất 3 pháo phản lực HIMARS tại Kursk. Ông Trump cam kết ủng hộ Israel. Ứng cử viên Harris cam kết tập trung vào tầng lớp trung lưu Mỹ. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Báo Giao thông. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Cập nhật diễn biến nóng về tình hình chiến sự tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố đã giành được Sergivka, ngôi làng tiền tuyến cách 15 km so với Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở mặt trận Donetsk. Các lực lượng Nga đã tiến dần về phía Pokrovsk trong nhiều tháng, giành một loạt các ngôi làng trong những tuần qua khi họ tìm cách tiếp cận vùng ngoại ô của thành phố. Hồi đầu tuần, Nga tuyên bố giành được làng Lysychye và Ivanivka, tất cả đều nằm ở phía bắc Sergivka và cách Pokrovsk vài km. Người đứng đầu chính quyền quân sự Pokrovsk, Sergei Dobryak, đã cảnh báo hôm 16 tháng 8 rằng Nga chỉ cách ngoại ô thành phố hơn 10 km và kêu gọi những cư dân còn lại nhanh chóng sơ tán. Pokrovsk đang trở thành mặt trận nóng nhất trên 1.000 km tiền tuyến khi các cuộc giao tranh giữa hai bên liên tục xảy ra trong thời gian qua và Nga đang trong thế áp đảo. Thành phố Pokrovsk là trung tâm giao thông nằm trên con đường chính, tuyến đường tiếp tế quan trọng đến các đồn khác của Ukraine trong khu vực. Nếu Nga giành được Pokrovsk, Ukraine sẽ gặp phải thách thức lớn để giữ vững các mặt trận khác ở Donetsk. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tên lửa của nước này đã phá hủy hai khẩu đội hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và một hệ thống Iris-T của Đức tại hai khu vực của Ukraine. Một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 16 tháng 8 cho thấy, hai khẩu đội Patriot và một trạm radar AN-MPQ-65 được quân đội Ukraine tập kết trên một cánh đồng gần Lyubomorka ở tỉnh Dnepropetrovsk, Ukraine. Khu vực này sau đó bị lực lượng Nga tấn công bằng tên lửa Iskander-M gắn đầu đạn chùm, khiến trạm radar phát nổ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cả hai khẩu đội đều bị phá hủy hoàn toàn. Video thứ hai được ghi lại gần Zhepolov, cũng thuộc Dnepropetrovsk cho thấy ba khẩu đội Patriot và một radar AN-MPQ-65 của Ukraine đang phóng hai tên lửa trước khi bị Nga tấn công bằng tên lửa Iskander gắn đạn chùm. Radar và hai khẩu đội Patriot đã bị phá hủy. Còn video thứ ba cho thấy một bệ phóng Iris-T do Đức sản xuất và một radar TRRM-4D hoạt động gần thị trấn Senoe ở tỉnh Sumy của Ukraine. Các khí tài này sau đó cũng bị tên lửa Iskander-M của lực lượng Nga bắn trúng. Hình ảnh về cả ba cuộc tấn công được máy bay không người lái trinh sát của Nga ghi lại. Trong diễn biến nóng tại mặt trận Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của Kiev đã chịu tổn thất lớn sau khi quân đội Nga đẩy lùi một cuộc tấn công vào biên giới Ruski-Borizhny và tiêu diệt một nhóm binh lính Kiev được tăng cường 5 xe bọc thép tấn công vào thị trấn Gordievka. Ngày 16 tháng 8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo, tại Kursk, quân đội nước này đã tiêu diệt 2.860 binh lính Ukraine và phá hủy 41 xe tăng, 276 xe bọc thép, 4 hệ thống phòng không và 6 bệ phóng tên lửa, bao gồm 3 hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ chế tạo. Thông báo cũng cho biết, lực lượng phương Bắc của Liên bang Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào biên giới Ruski-Borizhny và một cuộc tấn công vào thị trấn Gordievka dưới sự yểm trợ của 5 xe bọc thép. Nếu tính trong 24 giờ, theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, tổn thất của các lực lượng Ukraine lên tới 220 binh lính, 19 xe tăng và xe bọc thép, 3 hệ thống HIMARS, 2 xe tải và 2 pháo hạng nặng. Cùng ngày, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky cho biết, trong 24 giờ qua, các lực lượng Kiev đã tiến được từ 1 đến 3 km ở một số khu vực thuộc tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Tính từ khi phát động tấn công xuyên biên giới lớn vào ngày 6 tháng 8 tới nay, Ukraine đã kiểm soát được 82 khu định cư trên diện tích 1.150 km2 ở tỉnh Kursk. Báo cáo Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky qua video, tướng Syrsky còn cho biết về tình hình giao tranh ở khu vực Malaya-Lognia, cách biên giới Ukraine khoảng 11,5 km. Trong một đoạn video được ông Zelensky đăng tải trên kênh Telegram của mình, tướng Syrsky nhấn mạnh, nhìn chung, tình hình đã được kiểm soát, mọi thứ đều được thực hiện theo đúng kế hoạch. Đồng thời hy vọng, cuộc giao tranh gần Malaya-Lognia sẽ cho phép quân đội Ukraine bắt được nhiều tù binh. Theo hãng tin Reuters của Anh, các quan chức Ukraine nói rằng, trong quá trình tấn công tỉnh Kursk,
họ đã bắt được hàng trăm tù binh người Nga, bày tỏ hy vọng rằng cuộc tấn công sẽ đẩy nhanh việc trao đổi các tù binh Ukraine bị Liên bang Nga giam giữ. Ngày 16 tháng 8, Ukraine tuyên bố đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Seim ở vùng Kursk của Nga. Cây cầu này nối các khu vực vẫn do Nga kiểm soát ở Kursk và những nơi Ukraine đang tiến quân. Hãng tin TASS dẫn lời các quan chức an ninh Nga cho biết, cây cầu bị đánh sập khiến việc sơ tán dân thường gặp khó khăn hơn. Hiện nay, một cuộc sơ tán lớn đang diễn ra ở quận Gruskov tại Kursk, nơi có khoảng 20.000 người sinh sống. Trước đó cùng ngày 16 tháng 8, có nhiều báo cáo bắt đầu xuất hiện rằng cây cầu bị hư hại một phần do cuộc tấn công. Kênh tin tức MAS của Nga sau đó đưa tin, cây cầu bị tấn công bằng tên lửa và đã sập. Chỉ huy không quân Ukraine Mykola Oletchuk cũng chia sẻ một video ghi lại cảnh cây cầu ở Kursk bị phá hủy và cho hay các lực lượng nước này đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu ở Kursk. Báo Sky News dẫn lời ông Oletchuk cho biết, các phi công Ukraine đã nhắm vào thành trì, thiết bị, các trung tâm hậu cần, các tuyến đường tiếp tế của đối phương bằng những cuộc tấn công có độ chính xác cao. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 15 tháng 8, theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Canada cho biết Ukraine đã được chấp thuận sử dụng xe tăng và xe bọc thép mà Canada cung cấp trước đó trên lãnh thổ Nga. Trả lời giới truyền thông, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canada Andriy Anepulin cho biết, người dân Ukraine biết rõ cách bảo vệ quê hương của họ và chúng tôi cam kết hỗ trợ cho họ. Canada không đặt ra bất kỳ giới hạn địa lý nào đối với việc sử dụng thiết bị quân sự mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine. Trước đó, Ottawa đã cung cấp cho Kiev tổng cộng 8 xe tăng Leopard 2A4 do Đức sản xuất, cũng như hàng chục xe chiến đấu bọc thép, hàng trăm xe tuần tra bọc thép và một số lựu pháo M777. Tháng trước, chính phủ Canada cũng đã công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 367 triệu đô la Mỹ cho Kiev. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu phương tiện và vũ khí do Canada tài trợ đang được sử dụng trong cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk từ ngày 6 tháng 8. Đây là cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất vào lãnh thổ Nga của Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra vào năm 2022. Sau vụ máy bay không người lái UAV được cho là của Ukraine xâm nhập không phận Belarus, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước này đã tăng cường kiểm soát biên giới với Ukraine. Theo Tổng thống Belarus Lukashenko, các máy bay không người lái được cho là của Ukraine đã xâm nhập không phận Belarus và bị bắn hạ trên lãnh thổ nước này và một số khác bị lực lượng Nga bắn hạ trên lãnh thổ Nga. Tổng thống Lukashenko cho rằng đây là hành động khiêu khích, đồng thời chỉ thị tăng cường lực lượng quân đội đến khu vực giáp biên giới với Ukraine. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Belarus cũng cho biết tình hình ở khu vực biên giới Belarus và Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Belarus Pavel Muravenko khẳng định lực lượng và vũ khí, trang thiết bị quân sự được triển khai đến biên giới với Ukraine có thể đối phó với bất kỳ cuộc tấn công và khiêu khích nào. Tiếp tục chương trình với một số tin tức quốc tế liên quan đến tình hình tại khu vực Trung Đông. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông sẽ ủng hộ Israel trong cuộc chiến chống lại phong trào Hamas nếu ông tái đắc cử vào tháng 11 tới. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở New Jersey ngày 16 tháng 8, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump chỉ trích đối thủ ở Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris vì luôn đề nghị ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ông Trump tuyên bố, khi tôi trở lại phòng bầu dục, tôi sẽ ủng hộ quyền của Israel giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa. Họ phải có quyền giành chiến thắng trong cuộc chiến như vậy. Ông Trump nhấn mạnh, nếu ông tái đắc cử, Washington sẽ cung cấp cho Israel sự hỗ trợ cần thiết để giành chiến thắng nhanh chóng. Tại cuộc họp báo, ông Trump bác thông tin trong tuần này, ông đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vấn đề ngừng bắn và trao đổi con tin ở dải Gaza. Ông Trump cho biết, lần gần nhất họ nói chuyện với nhau là vào tháng trước tại khu nghỉ dưỡng của gia đình ở Florida. Trước đó, theo hãng tin Axios, trong cuộc điện đàm hôm 14 tháng 8, ông Trump hối thúc ông Netanyahu đi đến thỏa thuận với Hamas để giải quyết tình hình Gaza. Hồi tháng 7, trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở Fox News, ông Trump đã kêu gọi Israel chấm dứt xung đột Gaza và đưa các con tin trở về càng sớm càng tốt. Liên Hợp Quốc mới đây đã lên án cuộc tấn công của những người định cư Israel vào một ngôi làng ở bờ Tây bị chiếm đóng. Cuộc tấn công do hàng chục dân thường Israel thực hiện hôm 15 tháng 8 tại một ngôi làng ở Nablus khiến một người Palestine thiệt mạng, một số công trình và phương tiện bị đốt cháy. Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc Ravina Samdasani cho biết, cuộc tấn công cho thấy rõ sự vô luật pháp tại bờ Tây, khẳng định nhà nước Israel phải chịu trách nhiệm cho những vụ bạo lực như vậy. Theo bà Rabia Samdasani, kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, 609 người Palestine đã bị sát hại ở bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem, trong đó có 146 trẻ em và 8 phụ nữ.
bà Ravina Samdasani cũng khẳng định, chỉ có một số ít các cuộc điều tra về các vụ bạo lực tương tự được tiến hành, nhưng những cuộc điều tra này không kết thúc bằng công lý cho các nạn nhân và thủ phạm. Chính quyền Palestine mô tả cuộc tấn công là chủ nghĩa khủng bố nhà nước có tổ chức, trong khi Mỹ, Anh, Đức và Pháp cũng lên án vụ tấn công, đồng thời cảnh báo về tác động tiêu cực của vụ việc đến vòng đàm phán ngừng bắn ở Gaza đang diễn ra. Trong một động thái hiếm hoi, Tổng thống Israel Isaac Herzog và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant ngày 16 tháng 8 đã lên án cuộc tấn công. Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, những người Israel thực hiện hành vi phạm tội sẽ bị truy tố. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah vẫn tăng cao, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban hôm 16 tháng 8 đã lần đầu tiên công bố video bên trong thành phố ngầm khổng lồ, được trang bị các tên lửa chính xác, sẵn sàng phóng, kèm theo đó là lời đe dọa gửi tới Israel. Theo Zipot và kênh tin tức Al-Mazadin, trong video về mạng lưới đường hầm ngầm vừa được Hezbollah công bố, có thể thấy các chiến binh của nhóm đang hoạt động bên trong. Các đường hầm dường như là một phần của mạng lưới ngầm được trang bị tên lửa, đèn chiếu sáng, máy tính. Ngoài ra, không gian bên trong các đường hầm rất rộng, đủ chỗ cho một vài xe tải và xe máy đi qua. Có thể thấy một số chiến binh Hezbollah đang phóng xe máy trong đường hầm. Nội dung của video đe dọa Israel đó là Israel sẽ đối mặt với một số phận và thực tế mà họ không ngờ tới. Chiến tranh với Hezbollah sẽ lan rộng khắp Palestine, từ biên giới Liban tới biên giới Jordani, tới Biển Đỏ, đến Kiryat Shmona và tới Eilat. Các tên lửa đã vào vị trí, được triển khai và tập trung vào các mục tiêu trong điều kiện an ninh hoàn hảo. Đoạn video được tung ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah vẫn cao sau khi Israel ám sát chỉ huy Fuad Shukr của nhóm Hezbollah và nhóm quân này tuyên bố sẽ trả đũa. Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, trong bài phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Raleigh, Bắc Carolina hôm 16 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã cam kết việc mở rộng và củng cố tầng lớp trung lưu là mục tiêu chính trị hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình. Bà Harris cho biết, chính sách của bà sẽ tập trung vào việc tạo ra các công ăn việc làm có lương bổng hợp lý, cải thiện hệ thống giáo dục và đảm bảo rằng mọi gia đình Mỹ đều có cơ hội tiếp cận với chăm sóc sức khỏe chất lượng. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ tuyên bố, tầng lớp trung lưu là một trong những thế mạnh lớn nhất của nước Mỹ, và để bảo vệ nó, chúng ta phải bảo vệ những nguyên tắc cơ bản như mức lương của bạn phải đủ để cung cấp cho bạn và gia đình bạn một cuộc sống chất lượng tốt. Chẳng hạn như không đứa trẻ nào phải lớn lên trong cảnh nghèo đói, hay sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, bạn có thể nghỉ hưu trong đàng hoàng. Ngoài ra, bà Harris cũng cam kết khoản tín dụng thuế trẻ em mới lên tới 6.000 đô la Mỹ cho các gia đình có trẻ sơ sinh, cắt giảm thuế cho các gia đình có trẻ em và giảm chi phí thuốc theo đơn. Đồng thời, kêu gọi xây dựng 3 triệu đơn vị nhà ở mới trong vòng 4 năm và ưu đãi thuế cho những người xây nhà, cho người mua nhà lần đầu. Bài phát biểu của bà Harris đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các thành viên của Đảng Dân Chủ, cũng như từ một số tổ chức lao động và các nhóm vận động cho giáo dục và y tế. Tuy nhiên, một số đại diện của Đảng Cộng Hòa đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng tài trợ cho các sáng kiến này mà không làm tăng đáng kể nợ quốc gia. Ngày 16 tháng 8, cơ quan báo chí điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Azerbaijan vào ngày 18 đến ngày 19 tháng 8 tới. Theo cơ quan báo chí điện Kremlin, trong các cuộc điện đàm, người đứng đầu hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề phát triển hơn nữa quan hệ giữa Nga với Azerbaijan, cũng như các vấn đề nổi lên ở khu vực và quốc tế hiện nay. Cơ quan báo chí điện Kremlin cho biết, trong chuyến thăm, dự kiến hai bên sẽ thông qua tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước, cũng như ký kết các văn kiện liên chính phủ và các văn kiện khác. Trước đó, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev trong cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu cho rằng sự phát triển quan hệ giữa Nga và Azerbaijan là một yếu tố quan trọng đảm bảo an ninh ở khu vực Caucasus. Đáp lại, ông Shoigu nhấn mạnh đến sự phát triển thành công của mối quan hệ giữa Nga và Azerbaijan trong các lĩnh vực an ninh, kỹ thuật quân sự, giao thông và kinh tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!